Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình thời sự tối nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long, thứ năm ngày 11 tháng 4. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chính phủ họp chuyên đề xây dựng pháp luật thảo luận về dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi. Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng nay Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm và làm việc tại khu thí điểm thương mại tự do Thượng Hải, Trung Quốc. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi, người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ 6 và chương trình Một trái tim, một thế giới lần thứ 19. Vĩnh Long triển khai thực hiện tốt 10 nhiệm vụ xây dựng đảng theo nghị quyết đại hội 13 của đảng đề ra, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Sôi nổi các hoạt động Tết quân dân gắn với Tết cổ truyền Chon Chanam Thơ Mây của đồng bào dân tộc Khmer, huyện Tam Bình. Sáng nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ họp phiên chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4 để thảo luận về dự án luật thuế giá trị gia tăng sửa đổi, phương án sử dụng nguồn tăng thu, tiết kiệm chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2023. Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, xây dựng và hoàn thiện thể chế là một trong ba đột phá chiến lược, được Chính phủ xác định là một nhiệm vụ trọng tâm. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Chính phủ đã dành rất nhiều thời gian cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, tổ chức 25 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật. Chính phủ đã cho ý kiến xem xét thông qua gần 100 đề nghị xây dựng luật, dự án luật và các nội dung liên quan để trình các cấp có thẩm quyền. Theo Thủ tướng, đây là những nội dung quan trọng cấp bách nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật, tháo gỡ các điểm nghẽn, vướng mắc, vượt qua các khó khăn thách thức, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển, làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 4 năm 2024 là phiên họp thứ tư của năm 2024 và phiên họp thứ 26 của nhiệm kỳ, xem xét cho ý kiến thông qua đối với hai nội dung quan trọng để sớm trình Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét cho ý kiến quyết định để phục vụ phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc, sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thăm khu thí điểm thương mại tự do Thượng Hải SHFTZ và tọa đàm với lãnh đạo nhân đại thành phố, chính quyền thành phố Thượng Hải và lãnh đạo SHFTZ. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã nghe giới thiệu về quá trình hình thành phát triển và những kết quả nổi bật của SHFTZ, trao đổi tìm hiểu về khung khổ thể chế, cách thức vận hành và các chính sách đặc biệt đặc thù dành cho SHFTZ, kinh nghiệm thực tiễn triển khai các cơ chế thử nghiệm có kiểm soát. Lãnh đạo SHFTZ cho biết, SHFTZ được thành lập từ tháng 9 năm 2013 là khu thương mại tự do đầu tiên được thí điểm thành lập nhằm thực hiện chính sách mở cửa đa phương hóa, đa dạng hóa của Trung Quốc. Đến nay, Trung Quốc đã có 22 khu tương tự. Sau hơn 10 năm hình thành và phát triển, khu thí điểm này đã trở thành một mô hình kinh tế đổi mới tiêu biểu, góp phần đưa quy mô kinh tế của Thượng Hải ngày càng mở rộng và giúp thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài lớn. Lãnh đạo thành phố Thượng Hải và khu thí điểm thương mại tự do Thượng Hải khẳng định, trên cơ sở tuyên bố chung Việt Nam-Trung Quốc về xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, thành phố Thượng Hải và khu thí điểm thương mại tự do Thượng Hải sẽ tăng cường thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại với Việt Nam, quan kênh và sẵn sàng trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với các ngành lĩnh vực địa phương của Việt Nam để cùng nhau phát triển. Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn lãnh đạo khu thí điểm thương mại tự do Thượng Hải đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng, nhất là thông tin về cơ chế, chính sách, khung khổ pháp lý để vận hành khu này. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong nhân đại toàn quốc Trung Quốc và chính quyền thành phố Thượng Hải tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm với các cơ quan của Quốc hội Việt Nam trong việc xây dựng khung khổ thể chế đối với sự vận hành của các khu thí điểm tự do thương mại. Sáng nay, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự hội nghị biểu dương người khuyết tật, trẻ mồ côi, người bảo trợ tiêu biểu toàn quốc lần thứ 6 và chương trình Một trái tim, một thế giới lần thứ 19. 368 đại biểu là những điển hình tiên tiến từ khắp mọi miền đất nước tham dự hội nghị, trong đó có 198 người khuyết tật, 72 trẻ mồ côi và 98 người bảo trợ. Các đại biểu được biểu dương
với đủ lứa tuổi, giới tính, tôn giáo, dân tộc, nghề nghiệp là những người tiêu biểu nhất do Trung ương Hội, Hội Bảo trợ Người Khuyết tật Trẻ Mồ Côi, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các tỉnh, thành phố lựa chọn đại diện cho hàng vạn người khuyết tật, trẻ mồ côi và hàng trăm nhà tài trợ, mạnh thường quân, người bảo trợ tiêu biểu trong cả nước. Bày tỏ xúc động khi lắng nghe những câu chuyện người thật việc thật, những chia sẻ từ các điển hình, thay mặt lãnh đạo đảng, nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương khen ngợi 368 đại biểu, những con người đầy nghị lực, với ý chí không cam chịu, không chấp nhận những rào cản khiếm khuyết, bền bỉ vượt qua hoàn cảnh, vươn lên để khẳng định giá trị bản thân và đóng góp cho xã hội những điều tốt đẹp. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động kết nối, vận động nguồn lực xã hội nhằm thực hiện tốt hơn vai trò là cầu nối yêu thương giữa cộng đồng và người cần trợ giúp, là cánh tay nối dài của ngành lao động thương binh và xã hội trong việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng kêu gọi các cấp, các ngành, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, cộng đồng doanh nghiệp, đồng bào trong và ngoài nước tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách. Mỗi hành động yêu thương và hảo tâm sẽ góp phần xoa dịu nỗi đau, mặc cảm thân phận cho những hoàn cảnh không may, giúp họ có thêm nghị lực và niềm tin để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Giờ sáng ngày hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng, tổng kết công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025 và 15 năm thực hiện điều lệ Đảng 2011-2025. Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long chủ trì hội nghị. Cùng điều hành hội nghị có đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hiếu Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Dự hội nghị có các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban đảng trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long đã cụ thể hóa và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp đúng tiến độ kế hoạch, mục đích, yêu cầu đề ra. Đại hội được tổ chức nghiêm túc, trang trọng, có đổi mới, đúng quy định, sát thực tế, thể hiện không khí dân chủ, đoàn kết, bảo đảm tuyệt đối an toàn và để lại nhiều dấu ấn, tình cảm sâu sắc, tốt đẹp trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Nhiệm kỳ 2020-2025, công tác xây dựng chỉnh đốn đảng được các cấp ủy tổ chức đảng đặc biệt chú trọng, triển khai thực hiện tốt 10 nhiệm vụ xây dựng đảng theo nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đề ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện chủ trương của Trung ương để lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, đồng bộ, nhất quán từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, công tác xây dựng đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức được đặc biệt chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên được nâng lên. Việc triển khai các nội dung của điều lệ đảng được các cấp ủy tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, tạo sự chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả toàn diện, nổi bật là công tác đảng viên, quản lý đảng viên, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên. Các cấp ủy đảng thi hành nghiêm túc quy định của điều lệ đảng, khẳng định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của đảng. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long khẳng định, những kết quả nổi bật, những kinh nghiệm, bài học rút ra được từ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp được tổng kết, đánh giá tại hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng trong việc chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Nhấn mạnh khối lượng công việc còn rất lớn, đòi hỏi phải phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa, quyết tâm và hành động quyết liệt, hiệu quả hơn. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy tổ chức đảng cần tổ chức nghiên cứu, trao đổi sâu sắc, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi để góp phần hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của cấp ủy, đồng thời là cơ sở để cho nhiệm kỳ tiếp theo, các thế hệ cán bộ lãnh đạo sau tham khảo, kế thừa, phát triển để làm công việc này ngày càng một tốt hơn. Thứ hai, khẩn trương thành lập ban chỉ đạo các tiểu ban đại hội, rà soát bổ sung quy hoạch lãnh đạo quản lý nhiệm kỳ mới, kịp thời triển khai thực hiện công tác xây dựng văn kiện, làm tốt công tác chính trị tư tưởng, quan tâm chế độ
chính sách đối với cán bộ không tái cử theo quy định, kịp thời ban hành quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình công tác, chương trình kiểm tra giám sát cấp ủy về thực hiện quy trình chuẩn bị nhân sự và văn kiện đại hội. Ban tổ chức tỉnh ủy sẽ... Bí thư tỉnh ủy cũng đề nghị tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh ủy về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2025-2030, về những thành tựu nổi bật của đất nước qua 40 năm đổi mới, của nhiệm kỳ 2020-2025. Khơi dậy và cổ vũ tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng tỉnh Vĩnh Long phát triển bền vững, chủ động kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta và Đại hội 14 của Đảng. Chiều nay, Ban Thường vụ tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai quán triệt về công tác giảm nghèo bền vững đến bí thư chi bộ ấp khóm khu trên địa bàn tỉnh. Ông Bùi Văn Nghiêm, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Vĩnh Long chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có ông Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 112 điểm cầu, có hơn 3.700 đại biểu ở các huyện, thị xã, thành phố, các xã phường, thị trấn và bí thư chi bộ các ấp, khóm, khu trên địa bàn tỉnh. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh, trong năm 2023, tổng nguồn vốn quy động thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh hơn 60,8 tỷ đồng. Để thực hiện 5 dự án về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo, hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng, phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững, thực hiện nâng cao năng lực và giám sát đánh giá chương trình. Kết quả trong năm 2023, toàn tỉnh đã giảm 0,49% hộ nghèo, dự kế hoạch đề ra là 0,41% một năm. Qua rà soát cuối năm 2023, tỉnh Vĩnh Long còn 2.808 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,95%. Tại hội nghị, đại biểu cũng được nghe nhiều tham luận chia sẻ kinh nghiệm trong thực hiện công tác giảm nghèo, giải pháp thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo bền vững, đẩy mạnh các mô hình hỗ trợ hộ nghèo, phát triển sản xuất, tiếp cận nguồn nước sạch, dịch vụ viễn thông. Xác định năm 2024 và năm 2025 sẽ diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh, đặc biệt là hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Trong năm 2024, tỉnh Vĩnh Long đề ra mục tiêu là phấn đấu giảm 100% hộ nghèo có khả năng thoát nghèo, tương đương 1.237 hộ. Muốn làm được điều đó thì chúng ta phải tiếp tục là phải nâng cao cái nhận thức của cấp ủy, của chính quyền, của cán bộ đảng viên, của hội viên, của đoàn viên, nhất là các cái đối tượng nghèo. Tôi cũng đề nghị rằng qua cái phân loại rồi của các cái cơ quan chức năng thì chúng ta phải tập trung thiếu hụt chỉ số nào thì chúng ta phải tập trung giải quyết. Thứ ba đó thì tôi đề nghị là các cái cơ quan chức năng chúng ta phải tiến hành triển khai nhanh các cái đề án giải quyết việc làm, tập trung một cái dự án lớn để nhiều cái hộ nghèo, cái lao động nghèo có ta tham gia. Ngoài cái hộ nghèo đó thì chúng ta tập trung để giải quyết cái chính sách bảo trợ cho đối tượng mà hiện nay đó là không có khả năng thoát nghèo. Tôi cũng đề nghị rằng chúng ta phải xây dựng một cái tiêu chí để phát động thi đua, khen thưởng đột xuất, khen thưởng định kỳ những nơi làm tốt. Tại hội nghị, đại biểu cũng được nghe ông Nguyễn Hiếu Nghĩa, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy, hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và triển khai chỉ thị 24 ngày 25 tháng 3 năm 2024 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2024-2027. Vào sáng ngày hôm nay, Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp, Tư lệnh Quân khu 9, Chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu, chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024 trong toàn quân khu.
Dự tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Long, về phía lãnh đạo tỉnh có bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh tỉnh Vĩnh Long. Đại tá Trần Minh Trang, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Năm 2023, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 lãnh đạo chỉ đạo Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh các cấp quán triệt triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của nhà nước. Việc tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng được thực hiện chặt chẽ. Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng và an ninh cho toàn dân được chú trọng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước. Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Xuân Giáp, Tư lệnh Quân khu 9 nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng của công tác giáo dục quốc phòng và an ninh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, đồng thời yêu cầu Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh các cấp tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt văn bản chỉ đạo của cấp trên, chú trọng bồi dưỡng đối tượng chức sắc, chức việc, người có uy tín trong cộng đồng, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức, phương pháp tuyên truyền, đầu tư bảo đảm vật chất phục vụ giảng dạy môn học giáo dục quốc phòng và an ninh, thường xuyên củng cố kiện toàn Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh các cấp, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động. Tại hội nghị, nhiều tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2023 được tuyên dương khen thưởng. Sáng nay, tại huyện Tam Bình, Công an tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp mặt các vị chư tăng, người đồng bào dân tộc Khmer có đóng góp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhân dịp Tết Chôn Trân Nam Thơ Mây năm 2024. Tại buổi họp mặt, lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Long thăm hỏi sức khỏe, chúc các vị trụ trì, sư sãi, người đồng bào dân tộc Khmer đón Tết cổ truyền Chôn Trân Nam Thơ Mây vui tươi, hạnh phúc, an toàn. Đồng thời thông tin nhanh về tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ở những tháng đầu năm 2024, cũng như việc bắt xử lý các đối tượng có liên quan đến hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân và hành vi bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật xảy ra tại xã Long Mỹ, huyện Tam Bình. Các vị trụ trì, sư sãi, người đồng bào dân tộc Khmer đã bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi khi được Đảng, nhà nước và chính quyền địa phương các cấp quan tâm, tạo điều kiện cho người dân nói chung và đồng bào Khmer nói riêng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Dịp này, Công an tỉnh Vĩnh Long đã trao tặng 108 phần quà cho các vị sư sãi, người trong đồng bào dân tộc Khmer có đóng góp trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các huyện trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong không khí vui tươi phấn khởi, mừng Tết cổ truyền Chôn Trân Nam Thơ Mây của đồng bào Khmer. Vào tối ngày hôm nay, Ban chỉ đạo Tết quân dân huyện Tam Bình khai mạc Tết quân dân gắn với Tết cổ truyền Chôn Trân Nam Thơ Mây của đồng bào Khmer năm 2024. Trong sáng nay, nhiều hoạt động diễn ra tại xã Long Mỹ, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn xã tham gia. Tại chùa Đại Thọ, trước đây còn gọi là chùa Ba Phố, các lực lượng tham gia Tết quân dân được nghe giới thiệu về giá trị lịch sử tiêu biểu của ngôi chùa, di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh. Nơi đây không chỉ là nơi tu hành của các tín đồ Phật giáo Nam Tông Khmer, mà trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, các thế hệ sư sãi chùa Ba Phố còn có nhiều đóng góp tích cực cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, với nhiều hầm bí mật xung quanh làm nơi ẩn náu cho cán bộ hoạt động cách mạng, là địa điểm hội họp bàn bạc kế hoạch tổ chức kháng chiến. Nhiều nhà sư đã rời chùa tham gia kháng chiến. Em cảm thấy tự hào về quê hương Long Mỹ mình khi có được ngôi chùa khang trang như vậy. Sẽ cố gắng tập vụ cho phát triển ngày càng nhiều hơn. Trong khuôn khổ Tết quân dân gắn với Tết cổ truyền Chôn Trân Nam Thơ Mây của đồng bào Khmer, sáng nay các trò chơi dân gian được huyện đoàn Tam Bình tổ chức để người dân địa phương cùng đoàn viên thanh niên tham gia, tạo sự phấn khởi đoàn kết trong cộng đồng hai dân tộc Kinh Khmer. Em rất là mừng, mấy anh bộ đội anh tổ chức là mấy em rất là mừng, rất là phấn khởi được mấy anh vô tổ chức bắt vịt rồi đập con heo đó. Em rất là phấn khởi, và 2-3 năm rồi chưa được chơi vui vẻ như vậy. Hôm nay mình đến đây thì mình cảm thấy là giống như là trong một cái đại gia đình vậy đó. Mình cảm thấy hạnh phúc và không có phân biệt là người Kinh hay là người Khmer, mà tất cả là một cái cộng đồng chung. Dạ, rất là vui và rất là cảm thấy là phấn khởi. Mong là hàng năm mình được về đây để mình cùng chia sẻ với bà con ăn Tết. Tổ chức Tết quân dân là bà con của xã Long Mỹ hết sức là phấn khởi, tức là yên tâm sản xuất. Tức là ở cái chùa Đại Thọ này là bà con ta rất phấn khởi,
rất tin tưởng sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Cũng trong sáng nay, 150 phần quà Tết do các cơ quan đơn vị trao tặng cho đồng bào Khmer có hoàn cảnh khó khăn nhằm giúp cho các gia đình có thêm điều kiện vui đón Tết cổ truyền của dân tộc. Thông qua 15 các phần việc cụ thể trong Tết quân dân, thì ban huyện ủy, ủy ban nhân huyện cũng mong muốn rằng qua các hoạt động này sẽ tạo tiền đề để cho đồng bào dân tộc Khmer chúng ta tự lực vươn lên cuộc sống. Cái thứ hai nữa là thắt chặt hơn nữa cái mối đoàn kết quân dân. Tết quân dân gắn với Tết cổ truyền Chan Chai Nam Thơ Mây của đồng bào Khmer được huyện Tam Bình tổ chức nhằm góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer trên địa bàn huyện, đồng thời thể hiện sự quan tâm, chăm lo của đảng bộ, chính quyền, ban ngành đoàn thể và lực lượng vũ trang huyện đối với đồng bào dân tộc Khmer. Qua đó góp phần củng cố, thắt chặt hơn nữa sự đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân, xây dựng và dung đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Thưa quý vị, chương trình OCOP đã tạo điều kiện phát triển sản phẩm đặc trưng, truyền thống, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng thế mạnh của từng địa phương trong tỉnh. Phát triển các sản phẩm OCOP có chất lượng theo đúng quy chuẩn sẽ tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay. Nhận thấy rõ điều này, trong năm 2024, Vĩnh Long tập trung đầu tư hỗ trợ các đơn vị, phấn đấu có thêm 30 sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Hiện toàn tỉnh có 159 sản phẩm đạt chuẩn OCOP, trong đó 100 sản phẩm đạt 3 sao và 59 sản phẩm đạt 4 sao với 98. Phát triển sản phẩm OCOP thời gian qua đã có những hiệu ứng tích cực. Tuy nhiên, các sản phẩm chế biến chưa nhiều, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, thiếu sự gắn kết cao năng lực về chủ thể sản xuất, phát triển sản thị trường. Các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy đối với các chủ thể sản phẩm OCOP sau khi được đánh giá phân hạng còn hạn chế. Thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Vĩnh Long triển sản phẩm OCOP có thương hiệu theo chuỗi giá trị dựa trên thế mạnh, lợi thế về nguyên liệu, văn hóa và tri thức bản địa, các đặc sản, sản vật, sản phẩm làng nghề và dịch vụ du lịch. Qua đó nâng cao thu nhập cho người dân, cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn. Theo quyết định của Liên Bộ Công Thương Tài chính thì từ 15 giờ chiều nay, giá mỗi lít xăng RON 95 tăng 20 đồng, trong khi giá xăng E5 RON 92 giảm 70 đồng một lít. Riêng các mặt hàng dầu từ trừ dầu mazut là tăng từ 580 đồng đến 630 đồng một lít. Theo đó, sau điều chỉnh thì giá xăng RON 95 là 24.820 đồng một lít, xăng E5 RON 92 có giá 23.840 đồng một lít, dầu diesel có giá là 21.610 đồng một lít, tăng 630 đồng một lít, dầu hỏa giá 21.590 đồng một lít, tăng 580 đồng một lít. Riêng dầu mazut có giá là 17.000 đồng một ký, giảm 290 đồng một ký. Tại kỳ điều hành lần này, Liên Bộ Công Thương Tài chính quyết định tiếp tục không trích lập vào quỹ bình ổn giá xăng dầu và không chi sử dụng từ quỹ này. Trừ dầu mazut sẽ có mức trích lập vào quỹ bình ổn xăng dầu là 300 đồng một ký. Như vậy, từ đầu năm đến nay, giá xăng dầu trong nước có 9 lần tăng, 6 lần giảm. Thưa quý vị, đã 70 năm trôi qua kể từ chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Ngành điện ảnh Việt Nam đã thực hiện thành công nhiều bộ phim tài liệu, điện ảnh về đề tài chiến thắng Điện Biên Phủ. Năm nay là lần đầu tiên hãng phim hoạt hình Việt Nam góp sức với hai tác phẩm về chiến dịch Điện Biên Phủ. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thước phim về một trong những trang chói lọi nhất trong lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm của Việt Nam. Nó đạt từ hai tính, tân văn và nghệ thuật. Những tân văn là nó phải bám sát những vấn đề lịch sử và những vấn đề hiện thực diễn ra, đúng không? Và phản ánh đúng như thế, và đồng thời thông qua cái thủ pháp nghệ thuật thì nó sẽ tạo ra hiệu quả.
Nhưng và chắc chắn rằng dù thể hiện bằng ngôn ngữ điện ảnh, tài liệu hay hoạt hình thì những thước phim sống động đang góp phần vun đắp tình yêu lịch sử oai hùng của dân tộc cho các em thiếu niên nhi đồng. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình thời sự tối nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Để xem lại chương trình này, quý vị và các bạn có thể truy cập trang web www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play và App Store. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.